Mỗi mốt bà kêu con bà đừng đập thằng Khang luôn. Mỗi mốt kêu chồng bà đừng nhắc thằng Khang nữa. Không có nói được đủ mà tên tôi có tốt luôn. Đâu đó tôi nói nha. Phải nghĩ đâu. Đâm đâm nhận nghe nào mà nghĩ đâu. Bây giờ tôi nói là tôi tầm bài không có nói gì trên rồi tôi luôn tóc nữa. Không nói ngắt thằng Khang. Tóc này. Rồi. Nãy giờ nãy giờ. Rồi. Anh nào nó hỏi chưa? Chưa. Chưa nó thằng Khang nè. Tao nó không ạ. Nó không bao giờ. Đúng rồi. Nó không bao giờ mình chứa anh Khang. Rồi đi đi. Nè bây giờ hai bà xuôi ngồi nói chuyện đàng hoàng nha. Rồi. Bà xỉu thiệt rồi trời. Bà xỉu thiệt rồi. Bà xỉu. Trời ơi em đừng có kéo gì ông nội. Cái gì vậy? Đừng có kéo vậy. Tiếng còn đừng có kéo. Mày ngồi có gì đây mệt nữa à? Lấy miếng chanh không? Có chanh không? Có chanh hay gì cho uống vô coi. Không chạy là chưa lấy chanh. Trời ông nội đừng kéo gì ông nội. Lấy cái giấy quạt cho nó mát. Lấy quạt. Tức quá tức rồi xỉu luôn rồi. Rồi có chanh không? Trời ơi nè dâu. Nè dâu kìa. Thế cái nhà. Dí hỏi coi có chịu theo mẹ gì chồng không? Không có chịu theo mẹ gì gì chồng không chịu không đi luôn nè. Hỏi mình nhớ chồng không, nhớ chồng không, nhớ chồng thắm đúng chưa? Thấy cảm hai mẹ con rung động theo nhanh quá nha. Xúc động quá cô chú anh chị ơi. Trời ơi cảnh mẹ chồng nàng dâu này ha. Quá. Không con cái gì chứ. Mẹ rất ly rất. Trời ơi. Mẹ chồng nàng dâu thấy quá chị. Trời ơi. Dữ rồi đó. Mẹ giả từ rồi đó. Mẹ cóc tay luôn rồi. Chia tay rồi. Sao nãy em dẫn sang qua luôn. Không mẹ cái đi. Hỏi mà nhớ chồng con không? Nhớ chồng không? Sáng lên đi con. Hỏi mà nhớ chồng không? Hồi lên đang nỉ mẹ đi đặng cho xe xuống đây. Con mẹ gì vậy? Trời ơi, kêu mẹ ở lại luôn, kêu mẹ chồng ở lại luôn. Mẹ ở lại với con đi kìa. Mẹ ở lại với con đi kìa. Cảm động quá. Uống mít luôn rồi kìa. Hơn mẹ uống nữa. Không uống mít luôn rồi. Kẹp cái mít luôn rồi. Rồi buông ra đừng buông ra lên đó. Ở lại con đi kìa. Mít con nào hút kẹp này. Ở lại với con dâu chút đi. Chưa rồi đi. Rồi đi. Đừng bỏ con mẹ ơi. Tội nghiệp không? Trời ơi, được bé con mẹ ơi kìa. Ở lại đi kìa. Mẹ như sao bỏ được trời, kìa như sao mẹ bỏ được. Ấm tay lên kìa cả nhà. Ở lại mẹ ở đây luôn đi. Tối này ở đi, đang đi mẹ ơi. Mẹ ở đây chuyện cha đi mẹ. Trời ơi, kêu vậy luôn. Đi chưa? Đi nha. Khóc nữa rồi. Thôi đừng có khóc. Không cho nó khóc nhiều. Trời ơi. Đến. Rồi lần với bà. Mẹ đừng về. Đó đừng về kìa. Nó không cho về luôn. Trước đây hai mẹ con là nhà như là mẹ chồng nàng dâu. Thôi con ở là thấm ưa giặt đồ cho mẹ chồng nè. Giặt đồ rồi nấu đồ ăn rồi. Khóc nhiều không có tốt. Nói cho con được khóc đi sao? Khóc ăn ủi nó đi. Ăn ủi nó đi. Khóc nhiều không tốt. Về mẹ kiếm cách giải quyết. Theo anh Thấm, ta theo mẹ về chỗ đi. Theo không? Công đôi chuyện luôn. Cái này
mẹ cũng mang thai đó đó. Thì mốt là thấm xanh xong tới mẹ xanh đó. Sao rồi? Sao khóc dữ vậy chị Quái? Thôi giờ bà xui ra đây nói chuyện vậy thôi thì cũng, chị cũng bình tĩnh đi. Tôi mình đang nuôi rồi, có ngại đấy. Chị xuống dưới chị coi kìa, nó ôm mà nó khóc nức nở luôn. Nó rất là tội nghiệp luôn á. Thiệt á. Rất là tội nghiệp. Con nhí ngồi cái gì? Chị làm gì khóc kiểu gì? Buồn hay gì? Hay tuổi? Chị thấy bây giờ mẹ con nó gà thấy nó thương nhau chưa? Đó, rồi giờ thì sao đây? Không có lòng. Dạ. Xin ra đi đừng không đẩy xe đó, ngủ không được á. Chị thấy sao chị Huệ? Chị nhìn thấm thương mẹ chồng kìa. Chị ốc nổi. Trời ơi. Trời ơi. Giờ bố đang buồn. Ở đây có ba người ở chung rồi đây. Bà đang buồn mà mở nhạc. Thấy kìa. Nha. Kìa, với an ủi con dâu kìa. Bền khóc bền an ủi dâu. Chị nhìn coi cái cảnh thôi, chị thấy sao? Đó. Nó nhìn con của mình mà kêu gì đó. Giờ chị thấy chị buồn chưa? Đó. Giờ con hai mẹ con nó thương nhau kìa. Đó, quá trời thương rồi. Chuyện giờ cũng rồi cho sáng ra đi. Không em nhận nữa, thôi chị ngại rồi em nhận đó. Sao vậy? Chị thấy nó tội nghiệp không? Kìa nó năn nỉ nữa kìa. Nỉ kìa. Thấm nó năn nỉ kìa. Mày không đi đâu mà nhảy rồi đó. Nồi đi đấy. Nồi kìa. Mày đang mày mẹ con nữa. Mày nói hả? Hả mẹ? Ngồi nữa. Mẹ à. Không có người nào đẻ mày đâu. Thấm đứng gì đang nghĩ mẹ đi. Đứng gì đang nghĩ mẹ. Nói chuyện luôn rồi. Không? Có chịu không? 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 Mẹ buồn rồi kìa. Mẹ buồn. Ở đây là chung mẹ con đi. Ngoài này. Thả đi. Thả đi. Dũng. Bị tim luôn. Bị tim đó. Nhỏ lớn luôn. Có thẹt đó chứ không phải chơi đâu. Kêu nó học. Ê, bà có xỉu không trời? Bà xỉu thiệt rồi trời. Bà xỉu thiệt rồi. Xỉu. Bà xỉu. Trời ơi em đừng có kéo gì ông nội. Em. Cái gì hả? Đừng có kéo vậy. Tiếp rồi không đừng có kéo. Mày ngồi có gì đây mệt nữa à? Lấy miếng chanh không? Có chanh không? Có chanh hay gì cho uống vô coi. Không chạy là chưa lấy chanh. Trời ông nội đừng kéo gì ông nội. Lấy cái giấy quạt cho nó mát. Lấy quạt. Tức quá tức thì xỉu luôn rồi. Cái quạt nó tiêu. Tay đâu? Để cái quạt đâu? Anh đừng có kéo vậy nghe không? Nguy hiểm nghe không? Cái gì quạt lấy thôi. Tay còn nhỏ lắm đó. Chứ phải tôi nói dốc đâu. Lấy cái quạt cho nó mát. À cái nhỏ cái anh Dũng hay cái nhỏ cái kìa. Nó thoải mái, nó nằm bình thường thôi. Giờ đi vô đây nhé. Gà bớt đi, gà bớt đi. Bớt khóc rồi đó. Quá xúc động rồi. Không phải giỡn đâu. Đừng. Rồi giờ xỉu luôn cả nhà hết hụn cho người này.